Cảnh thanh nhàn không việc phải lo, khúc nhạc lòng ta không ai biết, chỉ tùng lọng gió hòa được âm. Thánh Tông Trần Hoảng. Hoàng tử Trần Hoảng là trưởng tử của vua Trần Thái Tông và Thuận Thiên Hoàng hậu. Ngay khi ra đời, Trần Hoảng đã lập tức được phong làm Đông Cung Thái tử. Năm 1258, ông cầm quân trong cuộc phản kích quân Mông Cổ, lấy lại Thăng Long. Cuộc chiến kết thúc, vua cha nhường ngôi. Năm này, Trần Hoảng mới 18 tuổi. Thời gian tại vị, ông quy định cụ thể việc phong ấm trong hoàng tộc, chỉnh đốn hành chính, định khoa cử tuyển người tài, chủ trương khai khẩn đất hoang. Về đối ngoại, vua duy trì quan hệ hữu hảo với Tống, Nguyên và Chiêm Thành, chủ trương cứng rắn bên trong, mềm mỏng bên ngoài. Với nhà Nguyên, Trần Hoảng duy trì lễ 3 năm một lần cống sản vật. Song trước những yêu sách như vua đích thân sang chầu, cống người, mượn đường, điều quân, ông 5 lần 7 lượt bất tuân. Quân Mông Nguyên bất khả chiến bại, lại 3 lần thúc thủ trên đất Đại Việt, cũng có lý do của nó. Thời đại Trần Thánh Tông trị vì có thể xem là tinh hoa hội tụ. Xung quanh ông đều là anh tài trăm năm có một, như Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật. Ngay cả con trai là Thái tử Trần Khâm cũng sớm bộc lộ tư chất hơn người. Ông nói với Tôn Thất: "Thiên hạ là thiên hạ của Tổ Tông, người nối nghiệp của Tổ Tông phải cùng hưởng phú quý với anh em trong họ, lo thì cùng lo, vui thì cùng vui." Vậy nên Vương hầu Tôn Thất khi bãi triều thì vào trong điện và lang đình cùng vua ăn uống. Hôm nào trời tối không về được thì xếp gối dài, trải chăn rộng, kê giường liền cùng ngủ với nhau. Vua quan ăn cùng một cổ, ngủ chung một giường, đắp chung một chăn như vậy. Có lẽ là vô tiền khoáng hậu. Việc sử Tiêu Án đánh giá: "Nhà Trần xử với tộc Thuận Hòa vui không hiềm nghi gì. Trong đạo vua tôi ở với nhau như người nhà. Khi vô sự thì thơ từ sướng họa, vui vẻ hết đường. Khi hữu sự thì đồng lòng góp sức, thân hơn chân tay. Đó là phong tục tốt của đời ấy, ít ai theo kịp." Vậy nên cái tài của vua không đơn giản là cầm quân trị quốc, không phải oai dũng trên chiến trường như thế nào, tâm cơ chính trị thâm hiểm như thế nào, mà là thu dụng dân tâm, hòa hợp hiền tài. Anh tài dưới trướng ông mỗi người một vẻ, tuy đối nhau nhưng lại không chống nhau. Không tập quyền nhưng vẫn ngồi vững ở ngôi chí tôn, không binh quyền nhưng vẫn giữ yên xã tắc. Toàn thư nhận định vua trung hiếu nhân thứ, tôn hiền trọng đạo, cha khai sáng trước, con kế thừa sau, cơ nghiệp nhà Trần được bền vững vậy. Năm 1278, theo lệ nhà Trần, vua truyền ngôi cho Thái tử, lên làm Thái Thượng Hoàng. Kết thúc hai cuộc kháng chiến chống Nguyên, ông đến chùa Tư Phúc, lấy đạo hiệu Vô Nhị Thượng Nhân.
dành nhiều thời gian cho việc viết sách và đàm đạo với các nhà thiền học. Một trong số đó là Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Quốc Tung, anh trai của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ông là người dựng chùa Phổ Minh, ngày nay thuộc thôn Tức Mạc, cách thành phố Nam Định 5 km về phía Bắc. Đến nay vẫn còn nhiều phần giữ được nguyên vẹn. Cuộc đời ông trải qua binh biến chiến sự, rồi cũng đến lúc lấy lại điềm nhiên tự tại. Cái ung dung thoát tục đó đều được Ngài gửi vào ý thơ. Trung nhật nhàn đàn bất điệu cầm, nhàn môn vô sự khả quan tâm. Cá trung khúc phá vô nhân hội, duy hữu tùng phong hòa thử âm. Tự thuật Trần Thánh Tông. Dịch thơ: suốt ngày nhàn gãy đàn không điệu, cảnh thanh nhàn không việc phải lo. Khúc nhạc lòng ta không ai biết, chỉ tùng lọng gió hòa được âm.